chào tất cả các bạn. Tôi quay cái video này để tôi chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là xuất hàng để tiêu dùng nội bộ. Thì thứ nhất là có phải xuất hóa đơn không? Thứ hai là có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Thứ ba là hạch toán thế nào? Thì cái quy định về xuất hóa đơn ấy, thì các bạn đọc ở trong cái điều 4 của Nghị định 123. Ở trong đó người ta quy định là khi chúng ta xuất hàng hóa thành phẩm hay là cung cấp dịch vụ thì đều phải xuất hóa đơn, kể cả là xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để biếu cho biếu tặng, xuất để trả thay lương hay là xuất tiêu dùng nội bộ. Đấy, thì mọi trường hợp đấy đều phải xuất hóa đơn. Chỉ có cái trường hợp là xuất hàng hóa để tiêu dùng nội bộ, ví dụ như trong cái để luân chuyển nhé, tôi nhầm, để luân chuyển trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ như bây giờ chúng ta có kho A, kho B, kho C mà chúng ta xuất để luân chuyển từ kho A sang kho B thì cái trường hợp đấy là không phải xuất hóa đơn thôi. Còn mọi trường hợp khác đều phải xuất hóa đơn các bạn nhé. Thế còn nó có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Thì các bạn có thể đọc ở trong cái khoản 4 điều 7 của thông tư 219. Nó đã được sửa đổi ở thông tư 26 ấy. Thì cái trường hợp mà chúng ta xuất để tiêu dùng nội bộ thì trường hợp này không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Đấy, như vậy là khi chúng ta xuất hóa đơn ra là nó sẽ không có thuế nhé. Thế còn hạch toán thế nào? Thì khi mà chúng ta xuất cái đấy ra để tiêu dùng nội bộ thì các bạn xem là nó có đủ điều kiện là tài sản không. Nếu mà giá trị của nó là tài sản thì các bạn sẽ ghi tăng cho tài sản. Còn nếu nó là công cụ dụng cụ mà nó cần phải phân bổ nhiều kỳ thì các bạn cho vào 242. Thế và khi đó thì các bạn sẽ ghi có cho 156 hoặc là ghi có cho 155. Thế còn nếu mà cái đấy nó giá trị nó nhỏ mà các bạn không cần phải phân bổ thì các bạn có thể tăng chi phí của bộ phận sử dụng. Ví dụ như mình xuất dùng cho chi phí quản lý thì các bạn sẽ hạch toán vào là nợ 6422 theo thông tư 133, nợ 642 theo thông tư 200, hoặc là xuất cho bán hàng thì các bạn ghi nợ cho 6421 theo thông tư 133 hoặc ghi nợ 641 theo thông tư 200. Thế và mình lúc này mình sẽ ghi có luôn cho hàng hóa hoặc là có luôn cho thành phẩm các bạn nhé. Bye bye, xin chào và chúc tất cả các bạn sớm thành công với nghề kế toán.